chiếc xe VinFast Luxa, bản premium này mới đây đã xuất hiện trên sàn xe cũ Hà Nội. Theo lời người bán, thì đây là chiếc xe được sản xuất 2020 đã ra biển tỉnh, và được chủ nhân nâng cấp nhiều chi tiết độ bắt mắt hơn so với nguyên bản của nhà sản xuất. VinFast Luxa tại Việt Nam có kích thước dài, rộng, cao là 4.973mm, 1.900mm, 1.464mm. Trục cơ sở xe ở mức 2.968mm, dài hơn nhiều dòng xe cỡ ở đây khác trên thị trường do đó khi nhìn ngang chiếc xe đen vinfast cho cảm giác trường xe bệ vệ hơn các đối thủ cùng phân khúc đầu xe nổi bật với logo chữ V cách điệu ở mặt ca lăng nối liền với hai đèn led chạy ban ngày trong khi đó đèn chiếu sáng đẩy xuống phía trên hốc gió chiếc xe này theo chủ nhân công bố đã được thay một số chi tiết như ca lăng phong cách Major T, đèn bilays trong khi đó đuôi xe lại thiết kế theo phong cách thể thao với khe gió đường ra ống xả đối xứng giải đèn hậu led tạo hình cánh chim bắt mắt Phía đuôi xe cũng được trang bị nhiều cảm biến và camera lùi. Dàn chân là bộ la răng kích thước 18 in tiêu chuẩn và có tùy chọn lên 19 in. Trong khi đó, không gian cabin của xe khá giống với Lexus A ở thiết kế táp lô. Vinfa sử dụng gỗ nguyên bản ốp, lên táp lô làm chiếc xe thêm phần sang trọng khi kết hợp cùng chất liệu da, trên nhiều chi tiết cũng như vô lăng ba chấu. Cụm điều khiển trung tâm trang bị màn hình cảm ứng kích thước 10.4 in, với giao diện điều khiển, bằng tiếng Việt toàn bộ ghế ngồi của xe đều được bọc da cao cấp. Ghế lái và ghế phụ chỉnh điện. Hàng ghế sau có cửa gió điều hòa riêng. Giữa hai ghế có bệ tỉ tay và khay để cốc. Xe còn có nhiều tiện ích khác cho người dùng như nhiều vị trí cắm USB, sạc điện không dây hay nhiều đầu sạc khác. Hàng ghế phía sau tích hợp cửa gió điều hòa riêng có thể tự điều chỉnh. Một số trang bị khác của VinFast Lux A như trang bị camera hỗ trợ quan sát 360 độ và cảm biến va chạm ở phía đầu xe gương chiếu hậu trên xe tích hợp đèn báo rẽ và camera hỗ trợ quan sát quanh xe, cần số điện tử và phanh tay điện tử cũng là điểm đáng chú ý. VinFast Lux A20 tại Việt Nam là mẫu xe đen 5 chỗ, xe được trang bị khối động cơ 4 xi lanh dung tích 2 lít, sản sinh công suất tối đa 174 mã lực, mô men xoắn cực đại 300 Nm ở bản tiêu chuẩn và 228 mã lực cùng 350 Nm ở bản cao cấp. Đi kèm hộp số ZF tự động 8 cấp, hệ thống treo trước, sau độc lập hiện tại xe đã được công bố khai tử dòng xe chạy xăng từ phía nhà sản xuất vào cuối năm nay. Tuy nhiên, giá xe VinFast Lux A chính hãng công bố vẫn từ 1 tỷ lẻ 99 triệu. Phiên bản cao nhất Premium này có giá lên đến 1 tỷ 348 triệu, sau 2 năm sử dụng nó hiện đang được chào bán chỉ khoảng hơn 800 triệu đồng tại Hà Nội. Xe cổ XXX